Ngày 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Bầu Bàng, Bình Dương đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc và công nghệ Remaro Việt Nam, khu công nghiệp Bầu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng tạm dừng hoạt động và phong tỏa toàn bộ công ty với khoảng 300 công nhân. Công ty bị phong tỏa này là vì anh LVC, 23 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Kiên Giang là công nhân, đã trốn cách ly vào công ty này làm việc. Nghiêm trọng hơn, anh C đang là F1, từng tiếp xúc với 2 F0 ở trong khu cách ly tập trung. Theo đó, ngành chức năng đã yêu cầu toàn bộ công nhân ở lại công ty đến khi có kết quả xét nghiệm của người này. Trước đó, công an huyện An Biên, Kiên Giang đã có thông báo về trường hợp anh C đến công an huyện Bầu Bàng. Cụ thể, ngày 6 tháng 5, anh C nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và được cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến Long Định, Tiền Giang. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, anh C về nhà tại Kiên Giang để tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư thì phát hiện anh C đã lên huyện Bầu Bàng, Bình Dương để làm việc tại công ty nói trên. Đáng chú ý, theo báo cáo thì có 2 người cách ly chung với anh C sau khi trở về nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư thì dương tính với COVID-19. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.